Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 309. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Khủng Bố Sống Lại, tập 309. Lệ quỷ có thể khống chế người một cách vô thanh vô tức. Dù hiệu suất giết người không cao, nhưng mà tính nguy hiểm là cực kỳ lớn. Tuy nhiên khiến cho dương gian không hiểu chính là nếu con quỷ này thực sự là do Lý Dược mang vào, như vậy nó chẳng phải là con quỷ Doãn xé nát bức thư của Lý Dược mang đến hay sao? Bưu điện quỷ thả con lệ quỷ này đến mạt sát người đưa thư. Kết quả người đưa thư bị nó xâm lấn, lại trở về bưu điện quỷ. Sau đó bưu điện quỷ bắt đầu bị mất khống chế. Nghĩ như vậy, chẳng phải bưu điện quỷ đang tự đối nghịch với nó hay sao? Dương Gian khẽ nhíu mày. Mặt khác hắn nghe nói người đưa thư tầng 5 cũng gặp phải nguy hiểm. Chuyện này không phải là chỉ tầng 4 bị mất khống chế đơn giản như vậy, mà là cả tòa bưu điện quỷ này đều đang có vấn đề. Nghi hoặc, bí ẩn dường như đang gia tăng. Kẻ trà trộn bị bắt, nguy cơ tiềm ẩn đã được giải trừ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Nếu không cứ cách một đoạn thời gian lại chết một người, dưới cái loại áp lực như vậy, bọn họ nhất định sẽ tự rối loạn. Từ lúc đó người chết sẽ không chỉ là hai người Khúc Hồng Đào và Vương Thiện nữa. Cái loại trực giác nhạy cảm cùng với thực lực đáng sợ không thể đối kháng của Dương Gian đã khiến cho tất cả mọi người lần nữa tin phục. Cho dù là Vương Phong, vừa rồi bị hắn cướp mất vật phẩm linh dị cũng không nói lời nào. Thậm chí nếu Dương Gian muốn, hắn ta cũng sẽ gia nhập vào đội ngũ Dương Gian, nghe theo chỉ huy quán. Bởi vì nếu gặp phải loại tình huống như vừa nãy, không một ai có thể làm tốt hơn hắn. Quỷ vừa mới bắt đầu giết chết người thứ hai, hắn liền tìm ra được chân thân của nó, đồng thời thành công áp chế quỷ. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đến cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có mỗi một con quỷ kia. Những người khác đều sợ phải chết sạch. Tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chỉ còn mấy giờ nữa là trời sáng. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Dương Gian dùng đinh đóng quan tài cố định thi thể Vương Thiện. Sau đó đích thân canh chừng, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí hắn còn không yên lòng khi để cho Lý Dương dùng quỷ môn đưa nó đi. Nếu có thể mà nói, hắn muốn tìm một phương pháp nào đó ổn thỏa nhất để giam giữ. Dù gì cũng phải làm chiếc dương vàng, sau đó bỏ vào và hàn kín cho chắc. Thứ này tuyệt đối không thể thả ra ngoài được. Hình như tiếng bước chân gấp rút ngoài cửa đã khôi phục bình thường. Không đúng, tần suất đi lại của tiếng bước chân kia đang chậm dần. Nó rời đi. Lý Dương lập tức phát hiện ra biến hóa ở bên ngoài. Sau khi trải qua chuyện vừa nãy, hắn ta đã cảnh giác hơn hẳn. Quỷ đã rời khỏi phòng 404. Ở ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng xa, giống như trong bóng tối ngoài kia có ai đó đang lao nhanh rời đi vậy. Ưng Ca lập tức phân tích. Nói không chừng con quỷ kia là do Vương Thiện hấp dẫn đến. Nếu không thì sao đã có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Trong đây vừa giải quyết, ngoài cửa tiếng bước chân liền rời đi. Với lại vừa rồi, thời điểm nó đạp cửa xông vào cũng rất là trùng hợp. Quỷ ngoài cửa vừa động, quỷ bên trong liền chết người. Nếu hai cái này mà không liên quan thì có đánh chết tôi cũng không tin. Vương Phong nói. Chuyện này đã kết thúc, không cần thiết phải tranh luận nữa. Cứ yên ổn vượt qua đêm này, sau đó nghĩ xem ngày mai nên làm gì để đối phó với nhiệm vụ đưa thư. Hiện tại tôi cần phải nghỉ ngơi một chút, nếu không tôi thực sự là chịu không nổi đâu. Nãy giờ tinh thần hắn ta luôn phải ở trong tình trạng căng thẳng. Hiện tại không nghỉ ngơi,
ngày mai có thể đi đưa thư được mới là chuyện lạ. Lúc này ngoài cửa đã có Lý Dương trông coi. Ở trong phòng có Dương Gian canh chừng. Hắn ta muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút tinh thần. Mặc dù bên cạnh có một cỗ thi thể, cùng một con đệ quỷ đang bị hạn chế, nhưng là một người đưa thư tầng 4, ít nhiều gì hắn ta vẫn là có chút gan dạ. Lúc này hắn ta liền dựa vào vách tường để nghỉ ngơi. Ở bên cạnh, một người đưa thư tầng 4 khác cũng giống như vậy, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khôi phục được tí nào hay tí đó. Ai biết được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Gian, nếu có việc thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ tỉnh lại ngay. Ưng Ca nói, hướng Dương Gian chào hỏi. Liễu Thành Thành không cần ngủ. Chúng tôi chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi trải qua mấy lần linh dị tập kích, sau nửa đêm dường như là mọi thứ trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài cửa tiếng bước chân đã rời đi, xung quanh tương đối an toàn, không có lệ quỷ đến gần. Tuy nhiên đó chỉ là căn phòng ngủ của phòng 404 mà thôi. Còn ở bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Ví dụ như chừng 3 giờ sáng, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến từ một căn phòng nào đó trên tầng 4. Từ những động tĩnh trước đó, mọi người có thể đoán được có lệ quỷ đụng nát cửa phòng nào đó, xâm lấn vào trong và giết chết người đưa thư, trốn ở trong đó. Chừng 4 giờ sáng, ở ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân gấp rút. Có lệ quỷ đang chạy vòng quanh trong hành lang. Đến cuối cùng, tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Còn việc con quỷ kia chạy đến chỗ nào thì không một ai biết được. Chừng 4 giờ rưỡi sáng, âm thanh hát hí khúc đứt quãng ở ngoài bưu điện quỷ mới ngưng truyền vào, sau đó cũng không xuất hiện trở lại. Theo trời dần sáng, hiện tượng linh dị nối đuôi nhau tan biến. Bất chi bất giác, một buổi tối đã trôi qua. Đến 6 giờ sáng, ở bên trong căn phòng ngủ tối tăm liên tiếp xuất hiện những âm thanh chấn động nhỏ. Rất nhiều người đưa thư đều sẽ cài đồng hồ báo thức, 6 giờ vừa đến lập tức sẽ nhắc nhở. Đến giờ rồi. Đến lúc này Lý Dương mới dám có cử động. Toàn thân bắt đầu thả lỏng, khẽ hoạt động thân thể một chút, sau đó mới mở miệng nhắc nhở. Người khác cũng đã sớm tỉnh lại. Bọn họ ngủ không say, chỉ là hơi chập mắt một tí mà thôi. Ưng Ca khẽ cử động cổ, chậm rãi thở dài một hơi. Thực sự là một đêm dài dằng dặc. Còn tưởng là bản thân phải chết ở chỗ này, không nghĩ đã có thể vượt qua được chứ. Hắn ta không muốn ở trong cái căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa. Không khí đục ngầu, xen lẫn với mùi thi thối, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trước đó chỉ là mang vì mạng sống, không có cách nào khác. Chỉ cần có khả năng, bất kỳ người nào cũng đều muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này. Dương Gia nói. Lý Dương mở cửa, đi ra xem một chút tìm kiếm thường. Hắn nhìn bên cạnh, phát hiện Dương Tiểu Hoa vẫn đang ngủ. Cô ta nằm co ở trên mặt đất, một tay còn đang túm lấy góc áo quán. Dương Gian khẽ lầy lầy. Đừng ngủ nữa, đến giờ rồi. Lúc này Dương Tiểu Hoa mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ, mở mắt ra. Cô đúng là có can đảm, lại dám ngủ như vậy. Vương Phong thấy vậy thì khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Với bộ dáng này của cô ta, lần đưa thư sau chắc chắn sẽ bị đào thải. Vương Phong cũng gặp qua không ít người đưa thư như vậy, nhờ vận khí chui đến lầu cực nhanh, nhưng mà cuối cùng vẫn là không chống nổi mà chết đi. Cửa phòng mở, bên ngoài vẫn như cũ cực kỳ tối tăm, chỉ là bên ngoài này cũng không có dọa người như là buổi tối. Ngoài hành lang truyền đến một ít ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Những chỗ khác trong bưu điện quỷ là như vậy, cho dù đang là ban ngày, nó cũng khá là tăm tối. Mọi người rời phòng ngủ, đi ra khỏi phòng 404, tiến vào trong hành lang. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, cảm thấy thân thể hình như đã bị hư thối, mơ hồ có thể ngửi được mùi thối. Két một tiếng,
Cùng lúc đó, cửa của một căn phòng nữa cũng được mở. Đó là căn phòng dán đầy giấy viết thư màu đen. Một người thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt trầm ổn đi ra. Hiển nhiên kẻ này cũng là một người đưa thư, thành công sống sót được. Vương Phong nhận biết người này. Tần Khai, quả nhiên cậu vẫn còn sống. Cái người thanh niên gọi là Tần Khai kia bình tĩnh nói: cậu không chết thì sao tôi lại chết? Tên Khúc Hồng Đào kia đâu? Chu Lỗi cũng không xuất hiện. Xem ra bọn họ đã chết rồi. Xem ra tối hôm qua mấy người cũng không được tốt. Giống như là những nguy hiểm tối qua không là gì đối với hắn ta. Đây không phải là hắn ta đang trang bức, mà là tố chất tâm lý quá là cứng, đã vượt qua sự sợ hãi khi đối mặt với Lệ Quỷ. Vương Phong nói: không phải cũng chỉ có mình cậu sống sót thôi sao? Cửa phòng 401 mở ra. Một người đàn ông trung niên đi tới. Hắn ta xuất ra một cái bật lửa, đốt thức, khẽ thả lỏng một chút tâm tình. Không nghĩ sáng hôm nay thật là náo nhiệt nhé. Nhiều người như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng tối qua người đưa thư tầng 4 chết gần hết rồi chứ. Ưng Ca nhìn một chút có chút kinh ngạc hỏi: Đại Mạnh, vậy mà cậu lại trốn trong phòng 401 sao? Đại Mạnh, hiển nhiên đây cũng là một cái tên giả. Người đàn ông trung niên tên gọi là Đại Mạnh kia cười lạnh nói: đùa cái gì thế? Tối hôm qua tôi chạy qua chạy lại 3 lượt, thiếu chút nữa là phải chết rồi. Ngược lại là mấy người các ngươi, đúng là gan dạ đấy, lại còn dám tụ tập lại cùng một chỗ sao? Không sợ con quỷ trà trộn trong tầng 4 tập kích à? Ưng Ca nói: đã tìm được nó và xử lý xong rồi. Ánh mắt của Đại Mạnh và người thanh niên Tần Khai kia lập tức ngưng trọng. Giải quyết rồi sao? Đùa cái gì thế? Dựa vào cậu hay là dựa vào cái chùy nhỏ kia của Vương Phong? Mấy người không thể nào xử lý được con quỷ kia, có thể tự bảo vệ thì đã là không tệ rồi. Hai người cũng không tin con lệ quỷ kia đã bị xử lý. Phải biết kể từ khi nó trà trộn vào tầng 4, nó đã giết chết không biết bao nhiêu người. Số lượng người đưa thư lợi hại, có hy vọng leo lên tầng 5, chết ở trong tay nó cũng không phải là chỉ một hai người. Ưng Ca liếc mắt nhìn sang: là hắn xử lý. Tần Khai là người đàn ông trung niên, lập tức nhìn vào người của Dương Gian. Bọn họ nhìn thấy trong tay người này cầm một cây trường thương cổ quái. Đầu kia đang treo một cỗ thi thể đã cứng ngắc. Cỗ thi thể kia là một người thanh niên lạ lẫm, chưa từng thấy qua. Người này hẳn không phải là người đưa thư tầng 4, mà là người mới. Thật đã xử lý sao? Tần Khai vẫn bảo trì cái thái độ nghi ngờ như trước. Vương Phong nói: quá trình thì không tiện nói. Dù sao kết quả cũng là như vậy rồi. Cậu muốn tin thì tin, mà không tin thì thôi. Tần Khai và Đại Mạnh đều im lặng, không nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ cũng không tin tưởng có chuyện này lắm. Nhưng mà giờ phút này cũng không người đưa thư tiếp tục xuất hiện nữa. Nói cách khác, sau đêm vừa rồi, ở trên tầng 4 chỉ còn có mấy mống như vậy sống sót. Cái này dường như đã là toàn bộ người đưa thư của tầng 4. Quả thực là có hơi ít. Phải biết khi ở tầng 3, một phòng chứa 3-4 người đưa thư, tính thêm cả phòng quán chỉ ít thì cũng phải 20-30 người. Đại Mạnh rút một điếu thuốc ra rồi nói: được rồi, hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện này. Nếu trời đã sáng vậy thì chúng ta chuẩn bị kỹ càng một chút, đi tiếp thư nhiệm vụ thôi. Tôi không muốn ở lại chỗ này quái quỷ này nữa. Nhận thư sớm một chút sẽ sớm rời khỏi chỗ này. Nhìn đó là cái gì? Bất chợt Liễu Thành Thành đưa tay chỉ về phía sân vườn ở trong hành lang. Ở trên sân vườn đều là một vùng tối tăm, không thấy rõ. Nhưng mà lúc này lại có một bức thư màu đỏ đậm đang buộc ở dưới bóng bay màu đỏ, chậm rãi hạ xuống. Quả bóng bay màu đỏ đang dần dần rơi, sau đó dừng lại ở tầng 4, chậm rãi lơ lửng ở trên không trung. Thư màu đỏ đậm sao? Nhìn thấy màu sắc của bức thư này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thư màu đỏ đậm là loại thư có mức độ khó khăn nhất của Bưu Điện Quỷ. Một khi thành công đưa thư,
toàn bộ người đưa thư của một tầng sẽ có thể lên đầu, mà không cần quan tâm đến quy tắc đưa ba thư lên một tầng. Vương Thiện đã chết, và Dương Tiểu Hoa cũng chính là đi lên cầu thang theo cách như vậy. Chỉ là bình thường cái loại thư như vậy không thể nào xuất hiện. Thú vị. Dương Gian thấy vậy lộ ra vẻ mỉm cười. Đây cũng là bức thư màu đỏ cuối cùng. Sau khi đưa ra ngoài, hắn có thể leo lên tầng 5. Buổi sáng, 6:10, tại bưu điện quỷ tầng 4, toàn bộ người đưa thư đang tụ tập. Dương Gian, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Ưng Ca, Liễu Thanh Thanh, Vương Phong, tính cả hai người gọi là Tần Khai cùng với Đại Mạnh kia nữa là chừng 9 người. Số lượng cũng không có ít. Thế nhưng nếu bỏ qua đám người Dương Gian vừa mới lên từ tầng 3, vậy số lượng người đưa thư tầng 4 có thể nói là ít đến đáng thương. Tổng cộng chỉ có 4 người, ngay cả 7 căn phòng đều không có ở hết, bởi vì những người đưa thư khác đã chết hết rồi. Một phần chết trong bưu điện quỷ vào buổi tối, còn lại là chết vì đi đưa thư. Giờ phút này tất cả mọi người đều đứng ở bên trong hành lang, nhìn lấy quả bóng bay màu đỏ đậm đang lơ lửng ở trên không trung. Ánh mắt người nào người nấy đều tỏ ra ngưng trọng. Ở phía dưới quả bóng bay màu đỏ kia có buộc một bức thư màu đỏ đậm. Đây chính là nhiệm vụ đưa thư lần này. Tuy nhiên, ngoại trừ bức thư kia ra, không ít người còn nhìn chằm chằm vào quả bóng bay màu đỏ. Là người đưa thư tầng 4 đều biết, quả bóng bay màu đỏ đậm này chắc chắn là một phẩm linh dị, có năng lực đặc thù. Đây chính là một số phúc lợi ẩn của bưu điện quỷ. Rất nhiều người đưa thư đều có thể lấy được một vật phẩm đặc thù ở trong những lần đưa thư. Ví dụ như chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ phòng 404, hay là cây chùy gỗ nhuốm máu ở trong tay Vương Phòng, hoặc là khẩu súng cũ kỹ của Ưng Ca cùng với bộ sườn xám trên người của Liễu Thanh Thanh. Hiện tại quả bóng bay màu đỏ đậm này cũng là một món đồ có chứa lực lượng linh dị. Mặc dù không biết tác dụng cụ thể, nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản người nảy sinh ý định muốn lấy nó. Chỉ là không ít người đều đưa mắt nhìn về một người, chính là Dương Gian đang cầm cây trường thương màu vàng kim. Ở trong tầng này, Dương Gian là người duy nhất không giảng đạo lý, không kiêng nể một ai, bởi vì năng lực quán quá là cường đại, đã có thể đối kháng trực diện với quỷ, thậm chí không cần lo lắng bản thân lệ quỷ giết chết. Ở trong cái tình huống như hiện tại, ai lại dám đối kháng với một người như vậy chứ? Đây không phải là ngại bản thân chết chưa đủ nhanh hay sao? Dương Gian không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ mở miệng nói: thứ này tôi sẽ lấy đi, mấy người ai đồng ý, ai phản đối? Thái độ quán cực kỳ cường ngạnh, giống như chủ nhà vậy, không cho người khác chỗ thương lượng. Ánh mắt mấy người Vương Phong, Ưng Ca, Liễu Thanh Thanh khẽ động, chẳng hề nói một câu, đương nhiên là ngầm thừa nhận cái loại hành vi này của Dương Gian. Trước đó bọn họ đã thấy rõ biểu hiện của Dương Gian, cho nên hiện tại bất kể là thực hay là bóng bay màu đỏ đậm, cái này hay cái này đều không phải là thứ mà bọn họ có thể cầm. Hả? Là người đưa thư tầng 4, vậy mà Ưng Ca cùng với Vương Phong lại không dám cạnh tranh thư với người kia. Người thanh niên chừng 20 kia khá là trầm ổn, hắn ta chỉ liếc mắt đã nhận ra vấn đề. Khác thường tất có quỷ, chỉ sợ người tên Dương Gian này không hề đơn giản. Khả năng Vương Phong và Ưng Ca không phải là không tránh, không muốn tranh, mà là không dám tranh. Lúc này Tần Khai và người đàn ông trung niên tên là Đại Mạnh kia cực kỳ ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Hai người không một ai muốn làm chim đầu đàn, đứng ra tranh giành lá thư với Dương Gian. Hiển nhiên bọn họ cũng đã lo lắng đắc tội với người không nên đắc tội. Tuy nhiên cứ trầm mặc như vậy cũng không phải là cách. Nếu còn không có mở miệng, chẳng khác gì bọn họ cũng phải ngầm thừa nhận. Chắp tay nhường bức thư vào quả bóng bay màu đỏ đậm kia cho người ta, điều này cực kỳ bất lợi cho việc sinh tồn của người đưa thư. Muốn sống sót, người đưa thư nhất định phải là tận dụng hết cơ hội nhằm thu hoạch vật phẩm gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Giờ phút này Tần Khai hơi giữ không được bình tĩnh, liền mở miệng nói ngay: cậu lấy thư
Vậy quả bóng bay màu đỏ đậm kia thuộc về ai? Dương Gian nhìn hắn ta rồi nói, tất cả tôi đều muốn. Cậu có ý kiến gì sao? Không, không có ý kiến. Tôi chỉ là hỏi như vậy thôi. Tần Khai lựa chọn nhượng bộ, không muốn vì chuyện này mà tranh chấp. Ở một bên khác trong hành lang, Đại Mạnh thấy vậy cũng cảm thấy không cần thiết phải mở miệng nữa. Tần Khai nói, bóng bay lơ lửng ngoài bưu điện quỷ, vị trí này với không đến, cậu định lấy thư vào quả bóng bay kia bằng cách nào? Thư tín của tầng 4 hình như là có chút hơi khó lấy. Dương Gian không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Lý Dương. Lúc này Lý Dương lập tức ra tay. Hắn cởi áo khoác bên ngoài, lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng mà giờ phút này, phía dưới chiếc áo sơ mi trắng kia lại bắt đầu nhuốm máu. Da thịt trước người quán ta đang bị xé rách, máu tươi chảy ra, hình thành cái bộ dáng của một cánh cửa hơi mơ hồ. Lực lượng linh dị xuất hiện. Có bóng bay màu đỏ đậm đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên nhanh chóng bay về phía Lý Dương. Rất nhanh, bóng bay cùng bức thư màu đỏ đậm buộc ở phía dưới liền bay đến trong hành lang. Dương Gian duỗi tay nắm lấy, sau đó gỡ bức thư màu đỏ đậm xuống. Nhưng mà ngay sau đó, chuyện không tưởng xảy ra. Ngay khi hắn vừa gỡ bức thư màu đỏ đậm xuống, sợi dây cột ở phía dưới quả bóng màu đỏ cái liền dính trên tay của hắn ta, giống như là hòa cùng một thể, trực tiếp liền sinh trưởng ở trên đó. Tiếp đó, bóng bay màu đỏ đậm chậm rãi bay lên, khiến cho hai chân của Dương Gian thoát khỏi mặt đất, lơ lửng ở không trung. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường một chút nào. Lực lượng của một quả bóng bay không thể nào kéo theo thân thể một người trưởng thành bay lên không trung được. Nhưng mà quả bóng bay màu đỏ đậm này không phải là bóng bay bình thường, mà là vật phẩm linh dị, có dính líu đến lực lượng linh dị, nên không thể nào phán đoán theo lẽ thường được. Quả bóng bay này có gì đó kỳ lạ, Lý Dương nói, sau đó đưa tay nắm muốn ngăn cản. Dương Gian nói, đừng có động, để tôi kiểm tra nó thử xem. Hắn cũng biết quả bóng bay màu đỏ đậm này là một món đồ linh dị. Tình trạng hiện tại chẳng qua là do món đồ này bị mất khống chế mà thôi. Nếu có thể tìm ra cái phương pháp chính xác, như vậy hắn có thể khống chế tốt được thứ này. Cho nên hắn cũng không có lập tức đối kháng với quả bóng bay màu đỏ đậm, mà là quan sát. Hắn phát hiện quả bóng bay màu đỏ đậm này không chỉ mang theo hắn trôi nổi giữa không trung, mà ngay cả quỷ ảnh cũng rời khỏi mặt đất. Quả bóng bay màu đỏ đậm này giống như là muốn mang theo một con lệ quỷ vậy. Với lại, khi nó càng ngày càng bay lên cao, Dương Gian cảm thấy có một loại áp lực chưa từng có đang dần dần hình thành. Quả bóng bay màu đỏ đậm này có thể áp chế lệ quỷ. Chỉ cần đem thứ này dính vào thân lệ quỷ, nó liền mang theo lệ quỷ bay lên không trung, bay lên cao, lực áp chế càng mạnh. Giờ phút này Dương Gian xem như đã hiểu rõ, hắn đã lục lọi được lực lượng linh dị của quả bóng bay này. Đây là một món vật phẩm linh dị cực kỳ cường đại. Chỉ cần có thể sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể xử lý sạch một con lệ quỷ, treo nó lơ lửng giữa không trung. Nếu trong tình huống không liên quan đến lực lượng linh dị, không biết liệu nó có tác dụng với người bình thường hay không. Nghĩ đến đây, Dương Gian khẽ giơ cánh tay đang cầm cây trường thương, quay đầu sử dụng thanh xài đao chém vào đoạn dây nhỏ ở phía dưới bóng bay. Dây nhỏ lập tức là bị đứt, cảm giác trói buộc liền biến mất. Dương Gian lần nữa rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, quả bóng bay đỏ đậm cũng chậm rãi rớt từ trên không trung xuống. Chờ đến khi hạ xuống vị trí tương tự với lúc nãy, nó liền dừng lại, không có động tĩnh. Dương Gian lập tức phân phó, Dương Tiểu Hoa, cô đến thử một chút đi. Sắc mặt Dương Tiểu Hoa khẽ biến hóa. Cô ta nhìn ra được quả bóng bay màu đỏ đậm này nhất định có tồn tại nguy hiểm. Tuy nhiên cô cũng không hiểu vì sao Dương Gian lại muốn bản thân đi dò xét thứ này. Được. Dương Tiểu Hoa hơi hơi giật đầu.
cô ta không có cơ hội để cự tuyệt. Lúc này là thời điểm cô ta thể hiện cái giá trị của bản thân. Nếu không làm như vậy mà nói, nhiệm vụ đưa thư lần này cô ta chỉ có đi mà không có về. Dương Tiểu Hoa cẩn thận đưa tay nắm lấy sợi dây nhỏ. Mọi thứ đều bình an vô sự. Quả bóng bay màu đỏ đậm cũng không có dính vào trong tay của Dương Tiểu Hoa. Nó cực kỳ bình tĩnh, không có một chút dị thường. Dương gia nói, bước thử hai bước. Dương Tiểu Hoa cầm bóng bay, bước đi mấy bước. Vậy mà cô đã có thể mang theo bóng bay di chuyển. Lý Dương lập tức nhìn được ra manh mối. Thì ra là thế. Chỉ có những người không liên quan đến lực lượng linh dị mới không bị bóng bay màu đỏ đậm tập kích. Nếu là ngựa quỷ nhân, người đó sẽ lập tức bị bóng bay màu đỏ đậm mang bay lên trên không trung. Đội trưởng, thứ đồ chơi này có thể đối phó với lệ quỷ. Đúng là như thế. Hơn nữa thứ này có thể hình thành lực áp chế đối với lệ quỷ. Bay càng cao nó càng áp chế mạnh. Biết sử dụng mà nói, thứ này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Dương Gian khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là bản suy yếu của đinh đóng quan tài. Chỉ là cái phương pháp sử dụng của nó, của quả bóng bay màu đỏ đậm này, hạn chế rất lớn, không có tiện sử dụng. Đối với người đưa thư mà nói, cần dán thứ này vào người của lệ quỷ là một việc cực kỳ khó khăn. Dương Gian nhìn chằm chằm Dương Tiểu Hoa rồi nói, tạm thời cô cầm thứ này giúp tôi, nhớ cẩn thận, mất cô liền biết hậu quả đấy. Toàn thân của Dương Tiểu Hoa khẽ run lên. Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ gìn nó thật kỹ cho cậu. Tần Khai cùng người đưa thư đại mạnh kia thấy vậy thì trong lòng có một chút tiếc nuối. Thứ này cực kỳ quý trọng, nếu tận dụng triệt để, nó hoàn toàn có thể là đổi một đổi một với lệ quỷ, gia tăng tỷ lệ sinh tồn cực kỳ lớn. Thế nhưng hiện tại nó rơi vào trong tay của Dương Gian, bọn họ hiển nhiên không còn hy vọng. Và thời khắc này, vách tường trong hành lang tầng 4 đột nhiên xuất hiện dị tượng. Da tường liên tục bị bong chóc, lộ ra từng hàng chữ giống như được viết sẵn từ mấy năm trước vậy. Chữ viết nhăn nhăn nhó nhó, không giống người bình thường viết. Ưng Ca lập tức nói, yêu cầu đưa thư xuất hiện rồi. Mọi người nhìn qua, phát hiện vách tường bốn phía hành lang đang bong chóc ra từng mảng. Tổng cộng có 4 cái yêu cầu xuất hiện. Sau khi Dương Gian cầm lấy bức thư màu đỏ ở tầng 4, bên trong biểu địa quỷ lập tức xuất hiện nhiệm vụ yêu cầu. Theo từng mảng tường xung quanh bong chóc, từng hàng chữ vặn vẹo xuất hiện. Trong bộ dáng của những chữ này giống như là chúng được viết ra từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay khi đúng thời gian, đúng thời cơ thì nó mới lộ ra. Đúng là cực kỳ quỷ dị. Cứ như bưu điện quỷ tầng 4 đang chờ đợi thời khắc này vậy. Đối với hiện tượng linh dị như này, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía chữ trên vách tường. Đó chính là yêu cầu của nhiệm vụ đưa thư lần này. Mặc dù không phân chia trình tự trước sau, nhưng mà sau khi nhìn một lát, tất cả mọi người vẫn có thể nhận ra được. Đầu tiên, tại buổi tối 3 ngày sau tiến đến ngã tư đường Trường An của thành phố Đại Sương đứng. Đúng 9 giờ, leo lên chiếc xe buýt. Cái đó xuống khỏi xe, sau đó nó ngừng 3 lần. Yêu cầu thứ hai, toàn bộ người đưa thư tầng 4 nhất định phải tham gia. Yêu cầu thứ ba, ở trong cổ trạch 7 ngày. Đồng thời người nhận thư sẽ xuất hiện vào lúc 12 giờ khuya ngày thứ bảy. Yêu cầu thứ tư, nhất định phải đặt thư vào trong tay người nhận thư trước khi người kia rời đi. Sau khi tập hợp đủ nội dung ở trên 4 bức tường, yêu cầu đại khái chính là như vậy. Không hề bỏ sót bất cứ vật gì, cũng không có chỗ nào khả nghi. Thành phố Đại Sương. Nhưng mà cái tên này vừa xuất hiện lại khiến cho Dương Gian và Lý Dương cảnh giác. Bọn họ chính là đến từ thành phố Đại Sương. Không nghĩ đến khởi điểm nhiệm vụ đưa thư lần này lại là thành phố mà hắn phụ trách. Cứ như vậy,
Chẳng phải nói thành phố Đại Dương sẽ gặp phải chuyện linh dị sao? Xe buýt quỷ của thành phố Đại Dương có lẽ đã ngừng vận chuyển vì chuyện linh dị của quỷ chết đói lần trước. Số lượng xe buýt còn đang vận hành cũng không nhiều. Theo như yêu cầu, người đưa thư phải xuống xe sau khi nó dừng lần thứ ba. Như vậy chẳng phải là địa điểm đưa thư nằm trong thành phố Đại Dương sao? Ba lần dừng xe không chạy được bao xa. Dương Gian biết được ngã tư đường Trường An là người địa phương của thành phố Đại Dương, rất ít người không biết đến nó. Suy đoán đầu tiên quán chính là vị trí đưa thư lần này hẳn là tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc kia. Bởi vì trong thành phố Đại Dương cũng chỉ có một tòa cổ trạch, cũng chính là cái tòa cổ trạch nằm trong tiểu khu Quan Giang kia. Thế nhưng sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn liền cảm thấy không phải. Bởi vì ba lần dừng xe căn bản không thể nào đi từ ngã tư Trường An đến tiểu khu Quan Giang được. Cho nên xe buýt ở đây cũng không phải là xe buýt bình thường, mà chính là chiếc xe buýt quỷ kia. Trong lòng Dương Gian khẽ run, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước hắn đang nghi ngờ liệu xe buýt quỷ có liên quan gì đến bưu điện quỷ không, bởi vì số chỗ trên ngồi trên chiếc xe buýt quỷ và số phòng trong bưu điện quỷ là tương đồng. Số chỗ trên xe buýt quỷ nếu không tính vị trí tài xế là 35 chỗ, đồng thời số phòng bưu điện quỷ cũng là 35. Hiện tại bức thư này xuất hiện, chỉ sợ suy đoán kia quán là chính xác. Rất có thể 3 ngày sau, vào buổi tối, xe buýt quỷ sẽ đi ngang qua thành phố Đại Dương, đồng thời nó sẽ dừng lại tại ngã tư Trường An của thành phố Đại Dương. Còn chuyện đằng sau đó sẽ như thế nào, có lẽ chỉ khi leo lên chiếc xe buýt quỷ mới có thể biết được. Lần này chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Nếu về những gì đã trải qua trên xe buýt quỷ này, trong lòng Dương Gian cảm thấy có chút bất an. Bởi bên trên xe xích, chiếc xe buýt quỷ kia đang chở đầy lệ quỷ, đồng thời số lượng quỷ cũng theo số lần xe buýt quỷ dừng lại mà tăng thêm. Ngoại trừ cái đó ra, khi ở trên xe buýt quỷ, lực lượng linh dị trên người hắn đã bị ảnh hưởng. Nói một cách khác, ngự quỷ nhân không thể nào làm sằng làm bậy ở trên chiếc xe buýt quỷ được. Lực lượng linh dị của bọn họ sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Đương nhiên cái loại áp chế này không giống với áp chế của đình đóng quan tài, là áp chế hoàn toàn, mà một loại áp chế giống như hạn chế năng lực của lệ quỷ vậy. Lần trước khi ngồi trên chiếc xe buýt quỷ, Dương Gian có thể mở ra mắt quỷ, nhưng mà không cách nào có thể nhìn rõ cảnh ở bên ngoài, giống như bị suy yếu. Đương nhiên cũng không phải chỉ một mình hắn, quỷ lên xe cũng giống như vậy, không cách nào tùy tiện giết người ở trên xe buýt. Lý Dương cũng đang lo lắng cái này. Đội trưởng, vậy mà địa điểm lại là thành phố Đại Dương, lần này phiền to rồi. Nó không chừng thành phố Đại Dương lần nữa đã gặp phải chuyện linh dị. Mấy người đến từ thành phố Đại Dương sao? Ưng Ca còn đang đi nhìn 4 yêu cầu ở trên tường, nghe được lời của Lý Dương nhất thời kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Còn người Liễu Thành Thành cũng khẽ nhúc nhích. Cô ta biết Dương Gian là người phụ trách thành phố Đại Dương. Ở trong giới linh dị, cái này không phải là tin tức bí mật, gần như là nửa công khai. Dương Gian khẽ nhìn một chút nói: không tệ. Tôi và Lý Dương đều đến từ thành phố Đại Dương. Đồng thời sau khi đi vào thành phố Đại Dương, mấy người tuyệt đối không nên gây chuyện. Nếu không tôi sẽ không một chút do dự mà xử lý tất cả mọi người trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Đối với tôi mà nói, tôi sẽ không để ý xem lần thực hiện nhiệm vụ này có bao nhiêu người đưa thư tham gia. Ưng Ca trầm mặc không nói. Đương nhiên hắn ta hiểu rõ lời cảnh cáo và uy hiếp của Dương Gian. Nếu thư và yêu cầu đã rõ, như vậy chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Chỗ của tôi cách thành phố Đại Dương hơi xa, nên cần đi ngay lập tức. Vương Phong quyết định lập tức xuất phát, nhanh chóng muốn đến thành phố Đại Dương. Nhiệm vụ đưa thư màu đỏ đậm vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải, không cẩn thận đã sẽ đoàn diệt, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Liễu Thành Thành cũng không có ở đây lâu,
Giờ phút này cầu thang thông hướng đại sảnh tầng 1 bưu điện quỷ xuất hiện. Toàn bộ người đưa thư đều có thể đi theo cầu thang kia rời khỏi chỗ này. Lý Dương, chúng ta trở về thôi. Sớm chuẩn bị một chút, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong Dương Giang liếc nhìn Dương Tiểu Hoa một chút. Lần sau, tôi muốn cô cầm quả bóng bay này xuất hiện trước mặt tôi. Dương Tiểu Hoa gật đầu nói, được. Dương Gian không nhiều lời, mang theo thi thể Vương Thiện, sau đó đi theo cầu thang bước xuống dưới. Thân thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mình cũng nên nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Dương Tiểu Hoa nhìn quả bóng bay màu đỏ đậm ở trong tay, khẽ thở dài một hơi, dự định rời đi. Tuy nhiên giờ phút này, người đàn ông trung niên tên Đại Mạnh kia gọi cô ta lại. Này, tôi hỏi cô, vừa rồi người kia rút cuộc có lai lịch gì? Nhìn qua có vẻ không tầm thường. Anh hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi chỉ biết hắn tên là Dương Gian, ở tại thành phố Đại Sương, thân phận rất thần bí, có thể đối phó với quỷ. Còn người Dương Tiểu Hoa khẽ động, cũng không chút giấu giếm mà nói thẳng. Hắn không bị bức bách trở thành người đưa thư, mà là tự mình xông vào. Hình như người đưa thư tạo thành một số chuyện linh dị cho bên ngoài. Dương Gian và Lý Dương đều chủ động chạy đến xử lý bưu điện quỷ. Hắn có định ý đối với tất cả người đưa thư, bảo chúng ta là tai họa ngầm. Chắc anh cũng phải gặp Tôn Thủy ở dưới tầng 1 rồi chứ. Giờ phút này Đại Mạnh cười nói, thì ra là thế. Là người chuyên nghiệp đến đây xử lý chuyện linh dị. Tôi hiểu. Xem ra không thể gây chuyện với gia hỏa này, nếu không sẽ chết một cách vô ích. Có thể làm loại chuyện như vậy, bối cảnh thân phận nhất định là cường đại. Trong thế giới hiện thực, chắc chắn là nhân vật một tay che trời. Dương Tiểu Hoa thén ta không có hỏi thêm, liền vội vàng rời đi. Cô ta vừa đi, nụ cười trên mặt của Đại Mạnh lập tức thu liễm, lộ ra vài phần lạnh ý. Vừa rồi thực sự muốn cướp đoạt quả bóng bay màu đỏ đậm trong tay cô ta. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhớ bám váy mới leo lên tầng 4 mà dám rêu ra như vậy, đúng là chẳng biết chữ chết viết như thế nào. Ở một bên khác, người thanh niên trẻ tuổi tên Tần Khai kia nói, chính vì cô ta là người bình thường nên mới càng thể hiện ra tính nguy hiểm của Dương Gian. Thậm chí có thể mang người bình thường đi đến tầng 4, đồng thời còn xử lý con lệ quỷ đang ẩn giấu trong đây. Cái này đã đủ chứng minh hết thầy. Anh đoạt đồ người ta, khả năng 3 ngày sau anh không thể đi vào thành phố Đại Sương đâu. Một khi nhiệm vụ đưa thư đã xảy ra vấn đề, mạng anh không còn đâu. Nguyên rùa do bức thư tầng 4 mang đến cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một tầng 1, tầng 2 đâu. Không thèm quan tâm yêu cầu đưa thư, thậm chí là không đi đưa thư, chưa chắc đã phải chết. Nhưng một khi gánh chịu đến nguyên rùa bưu điện quỷ, nó sẽ dẫn phát ra một loạt những chuyện linh dị nhắm vào người đưa thư. Nếu có thể vượt qua được, đương nhiên sẽ không cần lo lắng đưa thư thất bại. Nếu là qua không được, vậy là chết. Tuy nhiên không một ai định như vậy, bởi vì nguyên rùa bưu điện quỷ là kéo dài. Người đưa thư có thể sống qua một ngày, nhưng mà chưa chắc đã sống được 10 ngày, 1 tháng. Đồng thời nếu như người đưa thư thực sự không muốn đưa thư, vậy thì lập tức xé bỏ bức thư là được. Sau khi xé thư, sẽ chỉ dẫn phát lệ quỷ tập kích. Chỉ cần người đưa thư đỡ được, điều vậy chẳng khác gì là hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Nhưng mà thư màu đỏ đậm của tầng 4, ai dám xé đi? Chỉ sợ vừa mới xé thì lập tức liền có vô số lệ quỷ xuất hiện bên cạnh mà đòi lấy mạng. Đại Mạnh nói, tôi không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ lợi và hại. Trước khi chưa có nắm chắc, tôi sẽ không có vạch mặt bọn họ. Lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, chúng ta liền có thể đi lên tầng 5. Tần Khai nói, lên tầng 5 chưa nhất định có thể an toàn. Hiện tại người đưa thư tầng 5 đang gặp phải hung hiểm, tiếp tục, liên tục có người chết. Đại Mạnh đáp, vậy còn tốt hơn so với việc ở lại tầng 4 bị mất khống chế. Tần Khai không mặn không nhạt nói, trước tiên cứ sống sót qua nhiệm vụ đưa thư lần này rồi nói. Cái người tên là Dương Gian kia không nên xuất hiện,
năng lực quán tà quá mạnh, đã vượt qua cực hạn của người đưa thư tầng 4, cho nên thư màu đỏ đậm mới xuất hiện. Đối với hắn ta mà nói, chuyện này không có gì, nhưng mà đối với người khác là chí mạng. Toàn bộ người đưa thư tầng 4 đều biết nhiệm vụ đưa thư dù nguy hiểm cũng sẽ có hội để họ hoàn thành. Không thể nào xuất hiện nhiệm vụ đưa thư hẳn phải chết. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trong đội ngũ đưa thư không có được người vượt qua thực lực giới hạn của tầng này. Nếu không, những người khác sẽ bị độ khó nhiệm vụ đưa thư gia tăng hại chết. Sợ cái gì chứ? Muốn chết thì cùng chết. Đại Mạnh cười lớn, không quá e ngại. Tần Khai cũng không muốn nhiều lời, quay người liền rời đi. Tôi cũng đi. Sau đó Ưng Ca cũng rời đi. Như vậy là bức thư màu đỏ đậm đã xuất hiện và nhiệm vụ đang hướng về thành phố Đại Dương. Liệu rằng thành phố Đại Dương sẽ xảy ra cái gì thì tập sau nhé mọi người nhé.